chào quý khán giả đã đến với kênh Thời sự News. Kính thưa quý khán giả, trong mấy ngày qua, phía quân đội Trung Cam được lệnh của Ngụy Phương Hòa đưa quân tới ngã ba Đông Dương, nơi giáp ranh ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Không những tướng Ngụy Phương Hòa mà ngay cả ông Tập Cận Bình cũng điện thoại cho tướng Lý Tất Thành trực tiếp ra trận. Tuy nhiên, phương tướng này nói rằng hắn ta không được khỏe nên đã điều con trai Hun Sen chỉ huy thay hắn. Thật sự, Lý Tất Thành đã bị sốc khi tướng Bùi Cao Khánh của Việt Nam hủy bỏ lệnh trao đổi tù binh. Đã 4 năm qua, viên tướng này nằm ở biên giới Campuchia, mở nhiều cuộc tấn công sang Việt Nam, ép buộc Việt Nam có thỏa thuận trả lại tự do cho con trai hắn. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã nói rõ với Đại sứ quán Trung Quốc rằng, vì Việt Nam đã làm tất cả những gì có thể để giảm tối đa mức án với con trai ông ta là Lý Tất Công. Đáng trả với tội trạng khủng bố có tổ chức, có vũ khí, mức án có thể là 30 năm. Nhưng Việt Nam xét về mục đích hành động của hắn không gây nguy hiểm cho các con tin, nên đã giảm còn 8 năm tù. Về bản thân hắn là một giáo viên chưa bao giờ tiếp xúc súng đạn, chỉ vì mong muốn cứu cha nên đã dùng súng giả, thuốc nổ giả cùng vợ để cứu cha. Vì thế, mức án đó là tối thiểu. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng khẳng định với Đại sứ quán Trung Quốc, những trường hợp ma túy hoặc khủng bố có tổ chức, có vũ trang sẽ không được hưởng quyền lợi đặc xá. Vì vậy, con trai hắn phải ở tù đủ 8 năm mới được tự do. Được biết viên tướng này cũng giống Ngụy Phượng Hòa, chỉ còn duy nhất một đứa con trai. Bởi vậy, hắn quyết ở lại Campuchia chờ đợi con hắn ra tù vì ân hận vì mình mà con trai đã phải bước vào vòng lao lý. Khi vị tướng Bùi Cao Khánh hủy đổi cuộc trao đổi tù binh, Bộ trưởng Trung Quốc sốc 10 thì Lý Tất Thành sốc 1. So với Ngụy Phượng Hòa, hắn vẫn có nhiều hy vọng để gặp được con hơn. Cả hai đã 70, nhưng Ngụy Phượng Hòa phải chờ đợi 27 năm, còn Lý Tất Thành chỉ chờ có 4 năm. Đây là lý do khiến viên tướng này không muốn đến biên giới Việt Cam trực tiếp gây nên tội ác. Hắn suy từ bụng ta ra bụng người rằng, nếu hắn trực tiếp đưa quân tấn công Việt Nam, vì Việt Nam có thể dùng kế sách bẩn mưu sát con trai hắn trong tù. Một lý do khác khiến hắn cũng đề phòng tướng Bùi Cao Khánh, đã tuyên bố sẽ bắt hắn về Việt Nam một lần nữa để trị tội. Nên chắc ăn nhất, hắn ở lại thủ đô Phnom Penh, chỉ huy từ xa qua màn hình vô tuyến điện. Dù sao vẫn phải đợi chờ, vì phía Việt Nam đã tiếp tục truy nã con trai Ngụy Phương Hòa trốn trại. Tại khu vực cả ba Đông Dương, đã 3 ngày nay, quân đội Việt Nam kết hợp với dân quân du kích địa phương phong tỏa khu vực ngã ba biên giới Đông Dương, nhưng không thấy bóng dáng của Ngụy Chí Hữu. Không biết rằng vì hắn có nghề nghiệp quân báo trong tay, lẫn trốn giỏi hay sao? Hắn lẫn trốn ở một nơi khác trên đoạn đường dài 1.270 km này. Theo tin tình báo trước đó đã phát hiện ra cuộc điện thoại giữa hắn và cha hắn là Ngụy Phương Hòa. Sóng điện thoại phát đi tại khu vực xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi. Vậy mà 10.000 quân lính cùng chó nghiệp vụ vây bắt 3 ngày vẫn chưa tìm ra. Trong khi đó, Ngụy Phương Hòa như điên cuồng bị tướng Bùi Cao Khánh qua mặt. Hắn ra lệnh tra tấn cha mẹ điệp viên K6, sau đó quay video gửi đến cho viên sĩ quan này. Nhìn cảnh cha mẹ bị đánh đập tra tấn, viên tình báo này muốn trở về Trung Quốc ngay để cứu cha mẹ. Tuy nhiên hắn thừa hiểu rằng khi chưa bắt được hắn thì cha mẹ hắn sẽ vẫn còn sống. Ngược lại phía Trung Quốc nếu bắt được hắn thì cha mẹ hắn sẽ hết tác dụng, sẽ bị Ngụy Phương Hòa hãm hại. Tướng Bùi Cao Khánh đã phân tích rất kỹ cái lợi cái hại trong câu chuyện này với hắn. Chỉ có cách nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ thì mới mong cứu được cha mẹ. Phương án sang Campuchia gặp tướng Lý Tất Thành của hắn cũng không được tướng Bùi Cao Khánh đồng ý. Có thể bị tình cảm ruột thịt chi phối nên hắn luôn nghĩ rằng nếu hắn sang Campuchia gặp tướng Lý Tất Thành chịu tội thì cha mẹ hắn sẽ được cứu. Kính thưa quý khán giả, trong bản tin trước chúng tôi cập nhật bản tin tướng Asarat của Campuchia bị bắt và đang chờ ngày ra xét xử. Trước đó, viên tướng Asarat cùng đại tá Hắc Ân của Campuchia đã được quân đội Việt Nam giải cứu đưa về thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng không biết bằng cách nào, phía chính quyền Campuchia đã bắt được tướng Asarat đưa về Campuchia. Theo nguồn tin tiết lộ, thông tin này cũng không nói rõ tướng Asarat bị bắt ở đâu, trong trường hợp nào. Chính vì vậy, nhiều người cho rằng nguồn tin trên không có độ tin cậy. Thế nhưng, một thông tin mới nhất vừa đến với chúng tôi trong ngày hôm nay. Đó là quân đội hoàng gia Campuchia đã bí mật đến nhà riêng của tướng Asarat vào buổi tối hôm qua, bắt vợ và con gái của viên tướng này lên chiếc xe bịt kính rồi phóng đi mất dạng. Nguồn tin khác trong nội các quân đội Campuchia tiết lộ rằng, cũng vào đêm hôm qua, 26 tháng 2,
Một cuộc đấu súng kinh hoàng nổ ra giữa quân đội Hoàng gia Campuchia và quân lính nổi dậy của Sư đoàn Đỏ 618 giáp tỉnh Kiên Giang biên giới Việt Nam. Người chỉ huy cuộc nổi dậy này không ngoài ai khác chính là tướng Asarat và con nuôi của ông, đại tá Hắc Ơ. Như vậy, nguồn tin nói rằng tướng Asarat bị bắt chờ ngày xét xử chỉ là các thông tin bịa đặt của giới lãnh đạo Campuchia nhằm trấn an dân chúng và nhất là các binh sĩ Hoàng gia Campuchia đang ở trong thời kỳ hoảng loạn vì một loạt các biến cố xảy ra trong thời gian vừa qua. Thông tin của trận chiến ác liệt đang xảy ra tại biên giới Việt Nam cũng chứng minh một điều rằng tướng Asarat đã giữ đúng lời hứa của mình với các binh lính của ông, là ông không phải là một kẻ chạy trốn mà ông sẽ trở lại đất nước Campuchia ngọc ngày gần nhất để lật đổ chế độ độc tài của Hun Sen. Kết nối các sự kiện sâu chuỗi với nhau, chúng ta hiểu thêm rằng quân đội Hoàng gia Campuchia đột xuất bắt vợ con tướng Asarat đem đi mất tích, có thể là làm con tin để những tướng Asarat quy hàng. Đây là một chiêu trò mang tính chất vô nhân tính của chế độ độc tài Hun Sen. Cách hành xử này không khác gì hành động của những kẻ khủng bố đem người thân ra uy hiếp buộc đối phương phải quy hàng. Cách đây hơn một tháng, trong buổi diễn tập bắn đạn thật chung giữa hai nhà nước Trung Cam diễn ra tại tỉnh Kampot, Campuchia, đại tướng Tim Banh chỉ huy cuộc diễn tập này bất ngờ bị hạ sát bởi một viên đạn mà theo các sĩ quan cố vấn của Trung Quốc nói là viên đạn đó là viên đạn của lính bắn tỉa Việt Nam. Lúc đó, tướng Asarat đang có mặt cách xa chỗ đại tướng Tim Banh 3 km. Khi ông chạy đến nơi, đại tướng Tim Banh đã được một chiếc máy bay trực thăng quân sự Z-9 của Trung Quốc chở về Phnom Penh chữa trị. Tại hiện trường lúc đó chỉ có một người lính cận vệ của tướng Tim Banh và hai viên tướng người Trung Quốc. Tướng Asarat rất nghi ngờ về cái chết này, nhưng không có bằng chứng gì để chứng minh. Lúc đó người cận vệ của tướng Tim Banh ngồi trên chiếc máy bay bay về Phnom Penh, nên ông không biết hỏi ai. Trung tướng người Trung Quốc nói với ông rằng tướng Tây Ban bị lính bắn tỉa Việt Nam hạ sát. Tướng Asarat đã suy nghĩ rất nhiều về lời của viên tướng Trung Quốc Lý Tắc Thành nói với ông, và ông thấy thật phi lý. Phi lý thứ nhất ở đây là tại sao tướng Trung Quốc Lý Tắc Thành lại khẳng định lính bắn tỉa của Việt Nam hạ sát? Tại sao ông ta lại khẳng định viên đạn đó là từ một loại súng bắn tỉa, trong khi ông ta không hề có đầu của viên đạn đó? Và một điều nữa, tại sao ông ta khẳng định viên đạn đó được bắn ra từ mỏm đồi 301, cách chỗ tướng Tây Ban đứng 1.500 m? Một điều thắc mắc cuối cùng là ông ta nói tướng Tây Ban chết ngay tại chỗ, thì sao phải cho người cận vệ theo kèm một người đã chết? Tướng Asarat rất muốn gặp người cận vệ của tướng Tây Ban để đối chất, nhưng ông không có thời gian nào để nghĩ tới chuyện đó. Lý do là ngay sau đó ông nhận được điện thoại của Thủ tướng Hun Sen ra lệnh cho ông thay thế tướng Tây Ban chỉ huy cuộc diễn tập bắn đạn thật. Và rồi sự kiện quân lính của hai nhà nước cãi chửi nhau dẫn đến cuộc đấu súng dữ dội xảy ra. Viên tướng này rõ ràng đang ở thế đứng giữa ngã ba đường, tiến thoái lưỡng nan. Ông nhận được cuộc điện thoại của viên vệ sĩ tướng Tây Ban nói rằng Trung tướng Lý Tắc Thành người Trung Quốc đã dùng súng ngắn bắn chết tướng Tây Ban. Viên cận vệ này còn khẳng định rằng tướng Tây Ban bị tướng Lý Tắc Thành đứng từ phía sau bắn một viên thẳng vào đầu. Trước đó, viên cận vệ này đã được Thủ tướng Hun Sen gọi điện thoại thông báo nếu muốn gia đình được bình an thì có mắt như mù, có tai như điếc, có mồm như câm. Nếu tiết lộ thì toàn bộ gia quyến của anh ta sẽ không có đất chung thân. Khi nhận được cuộc điện thoại này, ông đã quyết định cùng 800 binh lính Campuchia chống lại quân đội hỗn hợp Trung Cam tại khu rừng tràm ở huyện Chim Kiri. Trước lúc được quân đội của Việt Nam cứu giúp trốn thoát sang Việt Nam, ông đã nói trước binh lính của Sư đoàn Đỏ 618 rằng ông sẽ không bao giờ là kẻ trốn chạy. Dù có phải hy sinh, ông cũng sẽ trở lại Campuchia lật đổ chế độ độc tài Hun Sen. Thưa quý khán giả và các bạn, từ ngày tướng Asarat được quân đội Việt Nam cứu thoát sang Việt Nam, ông quyết tâm sẽ quay trở lại đất nước Campuchia của ông với mong ước kết hợp cùng những người lính yêu nước đứng lên lật đổ chế độ độc tài của Hun Sen. Nhiều người đã khuyên ông đến gặp đại sứ quán tại thành phố Hồ Chí Minh xin tị nạn ở một nước thứ ba nào đó, nhưng ông nhất quyết không đi theo con đường đó như những người trước đây đã đi. Tướng Thái Phani. Ông âm thầm viết nhiều bản kiến nghị vạch trần tội ác của Hun Sen gửi lên đại sứ quán Mỹ. Ông cũng khẩn khoản đề nghị nhà nước và quân đội Việt Nam đứng về phía nhân dân Campuchia lật đổ chế độ độc tài Hun Sen. Nhưng tất cả những việc ông làm đều chưa đem lại kết quả. Bởi chỉ với từng đó chứng cứ, quân đội Việt Nam không thể nào đem quân sang Campuchia cứu giúp người dân như thời năm 1979.
Chính vì vậy, chỉ sau một tháng ở lại Việt Nam, ông và con trai nuôi của ông là Đại tá Hắc Ân đã quay trở lại Sư đoàn Đỏ 618, chỉ huy những người lính của sư đoàn này bám đất đường biên giới Việt Nam để chống lại quân đội của Hun Sen. Theo nguồn tin từ đội cát của quân đội Hoàng gia Campuchia, buổi sáng ngày hôm qua, hai cha con của Đại tướng Asarat tổ chức nhiều cuộc tấn công đánh vào một số khu căn cứ quân sự của quân đội Hoàng gia. Trước cuộc tấn công vào sáng hôm qua, ông đã kết hợp với những người lính cũ của Sư đoàn Đỏ 618 bắt giữ được Trung tướng Chiman, người được Hun Sen cử đến để nắm giữ chức sư đoàn trưởng mới. Khi sư đoàn của ông tấn công vào một đơn vị pháo phòng không thuộc tiểu đoàn 37 của quân đội Hoàng gia, thì lính của Hun Sen được tăng cường chi viện. Theo nguồn tin tiết lộ, nhiều máy bay trực thăng, 2.000 lính Trung Quốc từ căn cứ Hải quân Ream cũng được điều động đến đây trợ chiến cho quân đội Campuchia. Hun Sen tuyên bố rằng, bằng bất cứ giá nào cũng phải tiêu diệt được tướng Asarat. Bởi thế, các máy bay trực thăng của Trung Quốc đã tăng cường bắn yểm trợ cho quân lính Hoàng gia. Sư đoàn đỏ của tướng Asarat yếu thế hơn, nhưng chiếm lĩnh được các vị trí quan trọng, nên cuộc chiến kéo dài suốt cả ngày hôm qua không phân thắng bại. Vào sáng hôm nay, cuộc chiến nội bộ quân đội Campuchia vẫn diễn ra quyết liệt, gay cấn. Quân nổi dậy của tướng Asarat càng đánh càng hăng, đã chiếm được tiểu đoàn pháo phòng không 37 của quân đội Hoàng gia. Được biết, tiểu đoàn pháo phòng không 37 của quân đội Campuchia nằm trên một quả đồi có độ cao 214m so với mực nước biển, cách đường biên giới Việt Nam khoảng 50km và là một cứ điểm quan trọng. Khi chiếm được cứ điểm này, quân nổi dậy của tướng Asarat hoàn toàn có cơ hội kiểm soát thêm nhiều diện tích rộng lớn vùng giáp ranh biên giới hai nước Việt Nam-Campuchia. Hun Sen ở thế bí nên đã bắt vợ con của tướng Asarat làm con tin, không bắt tướng Asarat đầu hàng. Nhiều máy bay trực thăng quân sự của Trung Quốc tấn công nhằm chiếm lại cứ điểm quan trọng này. Hun Sen trực tiếp điện thoại cho tướng Asarat đầu hàng, nếu không, vợ con ông sẽ bị nguy hiểm về tính mạng. Một chiêu trò mới của Hun Sen là đem vợ con tướng Asarat ngồi trên máy bay trực thăng quân sự của Trung Quốc tấn công vào tiểu đoàn 37 pháo phòng không. Trong 6 chiếc máy bay trực thăng quân sự tấn công vào tiểu đoàn 37 này, vợ và con gái của tướng Asarat đang ở trên đó. Nếu tướng Asarat cho pháo phòng không bắn trái máy bay, đồng nghĩa vợ con của ông sẽ gặp nguy hiểm. Đứng trước tình hình đó, cả tiểu đoàn pháo phòng không của tướng Asarat không dám khai hỏa. Trong khi đó, 6 chiếc máy bay trực thăng quân sự của Trung Quốc thì nhào nã róc rách xuống trận địa của quân nổi dậy, khiến đội quân của tướng Asarat thiệt hại nặng nề. Nhiều binh lính của sư đoàn 618 đã hy sinh, sư đoàn của ông đành phải rút quân lại về vùng giáp biên giới Việt Nam. Theo nguồn tin mới nhất chúng tôi nhận được vào sáng ngày hôm nay, hiện quân đội Hoàng gia Campuchia và 2.000 lính Trung Quốc đang thừa thắng xông lên, truy kích tàn quân của sư đoàn đỏ 618 của Đại tướng Asarat. Tất cả lính Trung Quốc tham gia đợt truy quét này đều mặc quân phục như lính Hoàng gia Campuchia, nên khó thể phân biệt đâu là lính Hoàng gia, đâu là lính Trung Quốc. Nhưng người ta có thể phân biệt được lính Trung Quốc qua tiếng nói, màu da và đặc biệt là tính cách tàn bạo của chúng. Nhiều binh lính của sư đoàn đỏ 618 khi bị bắt buông súng đầu hàng, nhưng những tên lính Trung Quốc vẫn xả súng vào họ không thương tiếc. Đại tướng Asarat đã có một cuộc điện thoại trực tiếp với Thủ tướng Hun Sen. Ông lên án hành động của quân lính Trung Quốc sát hại những người lính Campuchia là một hành động vô nhân tính, yêu cầu Hun Sen ngừng ngay những hành động này. Nhưng Hun Sen thẳng thừng tuyên bố, tất cả những kẻ phản loạn đều phải bị tiêu diệt để giữ yên kỷ cương phép nước. Cuộc điện thoại này dài 15 phút đã được tướng Asarat ghi âm lại và được ông đưa lên tòa án quốc tế để nhờ tòa án quốc tế can thiệp và đưa sự vụ này ra ánh sáng. Chúng tôi vẫn đang theo dõi sự vụ này và sẽ gửi tới quý thính giả và các bạn những thông tin mới nhất khi chúng tôi cập nhật được. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe tin tức thời sự của chúng tôi.